Đây là một tác phẩm đẹp và rất giá trị mà mình muốn mời mọi người cùng ngắm nhìn. Bức rồng ngậm ngọc này được điêu khắc trên một phôi đá thạch anh tóc vàng nguyên khối. Chưa nói đến nét tạc, chỉ nguyên khối phôi thạch anh tóc vàng này đã thuộc hàng cực phẩm và mang giá trị rất cao. Chất đá tinh khiết, trong suốt, bên trong chứa những bao thể rutin dày đặc giống như mái tóc của thần vệ lữ, màu vàng đậm và tỏa ra ánh kim mạnh, đem lại hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Sự có mặt của những bao thể rutin khiến cho đá thạch anh tóc sở hữu nguồn năng lượng lớn hơn so với mức bình thường. Còn về nghệ thuật điêu khắc trên tác phẩm này thì miễn bàn, bởi vì một phôi đá thuộc hàng cực phẩm như này phải được điêu khắc dưới đôi bàn tay của những người nghệ nhân hàng đầu. Hình ảnh rồng nhà Ngọc được chạm khắc lồi rất sống động và đầy đủ, trọn vẹn, không thiếu một chi tiết nào. Bạn có thể quan sát được sự tỉ mỉ, chỉnh chu trên từng chi tiết nhỏ như râu rồng, vảy rồng hay vuốt rồng. Trong văn hóa phương Đông, rồng là một trong tứ linh, là biểu tượng chính trong phong thủy, tượng trưng cho sự bắt đầu tươi mới. Rồng thở ra nguyên khí của trái đất, hay còn gọi là long khí, là sinh lực của vũ trụ, có sức mạnh tạo ra tiết khí mưa rông. Nguồn sinh khí vĩ đại này có tác dụng tăng cường quyền lực, giúp giải trừ thị phi thiên hạ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu đá thạch anh tóc vàng, sở hữu nguồn năng lượng dương mạnh bậc nhất trong các dòng đá quý, và hình tượng rồng nhà Ngọc đứng đầu trong tứ linh sẽ đem lại vượng khí cho gia chủ và tỏa ra long khí để trấn áp những nguồn âm khí, tà khí hay những thế lực vô hình muốn xâm hại đến chủ nhân. Vì vậy, vị trí thích hợp nhất để đặt tác phẩm này là trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc để gia tăng quyền uy và bảo vệ chủ nhân. Mọi người quan tâm và muốn biết thêm chi tiết về tác phẩm này, hãy để lại phần comment nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.